Sốt phải cạo ở đấy ấy. À? Sốt phải cạo để bóc à, xương. Bóc. Dòng cái những xương này là nó rắn rắn nên là mình ra ra ăn cho nó ngon. Không ông ạ, con đỡ này. Học dạ dài. Con là ông thì sợ dai. Không. Có dai không? Không dai. Đây. Cái lúc điện thoại bảo có hai con để bảo bắt nó phì thì đâu lúc đầu tưởng là một con hổ trâu còn một con hổ mang. Ở nhà lúc đem đến thì bảo hai con hổ mang à hai con hổ trâu. Thì ở ở nhà cũng vẫn còn con hổ mang to. Thế không nghe rõ. Thế bảo bảo có hai con thì một con hổ trâu thôi ăn con này. Cạo xương rồi để tách thịt ra. Này. Thế mà ông nói là hai là một con nào một con này đấy. Đâu. Anh Tuấn nói là như thế nhưng anh này anh nghe không rõ. Đi đường lúc đấy là đang ở đường nghe không rõ. Tức là thành hai con hổ trâu. Ăn xong này cả ngon con này còn đắt hơn hổ mà. Thì hôm nào về thì nó ăn hổ mang đi ăn cơm hổ mang vào để thoảng về chơi. Về mình đây chỉ ông ăn cũng những... vậy cho mấy thời gian mình được nghỉ thoảng chiều chiều bánh xe về ở trên đi ăn những các nhà hàng này bảo tiền không nó cũng bình thường. Ăn rắn trọn cũng ở chỗ đoạn đường đi Xuân Mai. Ừ, cái thằng ở chợ trên Phương Xá này nó về lúc nào nó xách vài con mới lại nền nó ăn mới lại con hàng ba ba biết được mình này quê mình này. Lúc nào nó về nó lấy nhà 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 mấy con nó bảo ăn cái đấy hàng nó hàng đồng ăn trên kia từ hàng lùi nó béo thì ba ba nó chỉ đồng thì nó không có ba ba gai chỉ có ba ba gai. Sao thì đồng mà có ba ba gai? Ờ, anh ăn thì ăn lại có ngày. Đến là nuôi. Gai xịt luôn. Ba ba gai đấy bao tiền cân này? Như anh em đang bán 700-800 hàng xịn. Hôm đi Mộc Châu ăn con ba ba gai suối Lào, bắt ở bên Lào. Nó tính bao nhiêu? Cũng công của ông anh quán ông anh, ông mua trực tiếp giá 600 một cân. À thế à? Xương cũng to. Xương này là xương sườn. Bọn em làm đây là nó rút hết xương gà đi không? Thịt ra thịt xương ra xương. Như quán này nó chế biến là những cái món này nó cứ tính tiền triệu đi không ạ. Xương rắn này nó cứng nhưng mà loại giòn. Ừ, nếu mà chiên lên thì ấy là giòn. Mấy con dài à chú này chú vừa bảo là vợ chú mang con dài hai con dài đó là nó bây giờ nước mưa đang thiếu rồi này lúc đó về về mày nặng ra xong mày thái ra một con xào con luộc nhá rồi rồi
hái đâu một con để đấy, hấp gừng xả, hấp gì đấy, gừng xả. Còn cái lòng của nó thì mình phải nấu canh, cả cho cái trứng ấy vào hấp gừng xả rồi luôn cùng. Không, cái trứng bỏ nấu canh nó ăn sướng hơn. Hấp ăn luôn cũng được anh. Hấp ăn được nhưng mà nếu ăn mà cho nó chất thì từ nấu canh. Mấy làm nào cho nó ngon. Không bác, bác này con biết cách làm, biết cách làm. Anh này thì là chuyên nghiệp rồi thì... Không, em chuyên nghiệp đi làm giảm thôi. Còn nấu thì bọn anh thích sở trường ăn như nào bọn anh. Không, không biết. Chả qua đi ăn được quán mấy lần thì biết thì làm mấy món đấy chứ là nấu ai đi. Còn nhiều người người ta ăn thích ăn do kiểu nấu đúng không? Cái con này hay nhỉ, sao lại lửa nó được dạ. Tôi đéo ơi, lột cái da ngoài rồi lúc nào nó xám xám, lột ra rồi lại thành màu vàng. Đấy, hai con này màu lộn còn giống nhau đéo đâu. Ăn mình lột ra thì nè. Lột như lột chân gà ấy. Em thì không biết cái nấu nhưng mà ý là kiểu thích ăn cho nó khô khô chứ đừng để ăn nóng nước thì nó khó ăn. Chứ chỉ có khô thì chỉ có xào với hấp. Xào xả ớt. Xả ớt kia. Ừ. Nó là gừng kia. Riêng có ít mẻ nữa cho tí mẻ vào, à, mắm tôm. Mẻ mắm tôm ạ? À? Ừ. Mẹ mắm tôm có cả cần tây phải tây. Ừ đấy, có những thứ đấy cho vào. À, có, nhà mình thì có mẻ rồi đúng không? Mắm tôm đúng không chị? Có. À thế có. Nhà em thì cái đứa em nó mở quán rắn này. À thế. Bán bia bán rắn mà. Hàng nữa, hàng nay anh Tân làm. Chú anh nay anh Tân làm 2 nhá. 2 chú nữa. Thời giá của anh Tân nào? Vâng. Hôm nay mang bằng ra sao? Mang bằng ra. Mã không phải là nãy thời giá mang ra. Này nó thi xong từ lâu lâu rồi mà bây giờ đúng hết hàng người ta mới ra giá bằng đấy. Thi xong chết đấy. Dịch bệnh. Thế là ngày đấy nó chưa đến tưởng 18 người ta cũng sẽ giáp pháp. Bằng lái xe à? Bằng lái máy á. Lái máy cơ giới. Cơ động. Nhưng mà bằng lái xe máy thì chưa có. Tôn cái gì? Ừ. Bằng lái xe máy thì chưa có. Có bằng lái máy múc máy ủi. Nó xe máy chưa có đâu. Máy là đi ở ngoài đường nó khác, còn máy múc máy ủi là nó trong công trình. Vâng. Thì nó kiểu khác. Thế mới bảo nó chưa có xe máy.